quên luôn rồi, mẫu này mẫu số mấy? À mẫu số 4. Nếu mà ai muốn hỏi rõ hơn, hỏi về áo rõ hơn thì hãy inbox cho Nga. Bây giờ Nga sẽ quay trở lại với trò chơi mini game của cả nhà, không để cả nhà phải đợi lâu. Được không ạ? Triệu Quyết có màu tím ạ. Xanh đỏ tím vàng màu nào em cũng có anh ạ. Chào anh Hùng Thanh. Thủy Tiên inbox cho chị. Chưa đoán số mà Loan Nguyễn chưa? Đây là cái mẫu thứ tư. Em muốn giới thiệu cho cả nhà thì cái này nó hoàn toàn bằng silicone luôn. Màu nó như là cái màu da người mình vậy đó. Thì cái này nó cũng có tác dụng là để mặc áo hở lưng, hở sâu cổ này kia đó. Nhưng nó cũng gài trước này, nó cũng có cái miếng gài ở trước này. Nhưng mà nó đặc biệt nó có cái là nó có cái sợi dây ở trên này để móc, để mình có thể dùng dây vai hoặc dây lưng. Ở trên này nó cũng có, mà ở dưới này nó cũng có này, để móc dây. Cái này các mẹ mà đã sanh con, 2-3 con rồi vẫn có thể mặc được nha. Tại vì nó có dây trong. Dây trong của nó đây nè. Nó vừa dán này, vừa có keo này, vừa có keo dán này, dính này. Và vừa có dây trong, nó sẽ không bị rớt. Mặc nó cũng rất là an toàn mà dễ chịu nữa. Thế là các mẹ đã sanh con rồi vẫn có thể mặc cái áo này. Nhưng mà cái áo này nó hơi mỏng chút, nó không có độ nhiều. Nên mà ngực ai mà nhiều chút thì mới nên mặc cái áo này. Đó. Cái này là mẫu thứ tư ạ. Thủy Tiên inbox cho chị. Mạng lắc nữa à, ai thích mẫu này? Trời ơi, lần nào cũng có người kêu Nga mặc thử hết. Không lẽ ngày nào Nga cũng phải nhắc nhở. Các bạn có thể mua về tới các chuỗi cửa hàng của Vũ Nga mua về và mặc thử lên. Đúng không ạ? Đúng không các chị em? Ai thích mẫu số 4 ạ? Mẫu này sờ tôi rất là mát tay. Tại vì nó bằng silicone mềm. Ai thích mẫu số 4 cho Nga xin comment số 4 ạ. Đúng không Phạm Hồng Phương? Bảo Ngọc Trần inbox cho Nga. Nga sẽ chụp hình và Nga sẽ tư vấn kỹ hơn. Út Hương, chị Nga ở Sài Gòn. Comment mẫu số 4 đi ạ. Cả nhà. Cả nhà ơi. Cho Nga số 4 nào. Ngốc mèo có chứ em, đa số là shop của chị toàn là ngực lép không. Những cái áo dành cho những người ngực mà hình phẳng á. Thủy Tiên thích số 4. Chào anh Vũ Ngọc Thọ. Bây giờ mới vào ha. Bữa nay trúng áo nha anh Thọ. Chọn số 4 đi ạ. Út Hương sitcom tum luôn. Inbox cho chị đi. Lệ Thu có rất là nhiều áo cho ngực to. Ngực to cũng có và ngực xa ra hai bên nách cũng có. Tất cả đủ mọi loại ngực ca có thể chữa trị được hết. Số 4 đi ạ.
Mạng bị lắc à? Chắc là mạng hôm nay lại bị lắc nữa. Xong 4 mẫu hôm nay Nga sẽ tặng cho 3 người. 3 người may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xuyên hồ inbox đi. Lệ Thu à, em muốn xem mẫu nào? Inbox chị đi. Hoặc là để lại số điện thoại cho Nga hoặc là inbox cho Nga ạ. À? Mạng bị lắc nữa rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình chơi mini game nha. Ở nhà. Bây giờ mình bắt đầu mình chơi mini game. Hôm nay sẽ chọn ra 3 người. 3 người may mắn nhất trong ngày hôm nay trúng thưởng. Và đoán số chính xác nhất mà Nga đưa ra, mọi người đã sẵn sàng. Ok thì hãy bấm chữ sẵn sàng hoặc ok giùm Nga ạ. Nga bắt đầu đưa ra con số để đoán đi ạ. Sẵn sàng đi cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu mình chơi đoán số nha. Đây là cái tờ tiền 1 đô. Ở trong này nó có cái số, chả biết số gì nữa. Đây là những cái số ở đằng sau. Để vậy đi. Đây là những cái số ở đằng sau tờ tiền. Nga đã che với hai số đầu của tờ tiền 1 đô này rồi. Bây giờ mọi người hãy đoán xem hai cái số đầu của tờ tiền này. Hai số nha. Chào em Mỹ Duyên. Làm sao thấy được? Vũ Thương, chị che rồi. Không có thấy được đâu. Chưa mà Thi Thiên Trần, khi nào Nga kêu bắt đầu mới đoán. Chưa mà Đình Văn Nguyễn. Chưa. Vậy là không công bằng. Nga bắt đầu tính từ giờ này nha. Bây giờ bắt đầu đoán nè. Bắt đầu đi ạ. Nhưng mà Nga sẽ nói trước với mọi người là mọi người phải khi mà trúng thưởng đoán đúng á. Hai em Angela. Mọi người phải like, tag tên bạn, tag tên ba bạn nha, kết bạn với Nga. Rồi share bài post này nữa. Thì mới được trúng thưởng, còn các bạn mà có đoán đúng mà các bạn không làm đủ 3 bước như trên bài post Nga đã viết thì các bạn sẽ không có trúng thưởng hợp lệ. Nga sẽ dành cho người tiếp theo. Hai số là xuyên hồ. Đoán hai số thì một số. Hai số. Và Nga sẽ công bố ngay và liền sau khi kết thúc mini game. Nghĩa là tí nữa đấy ạ. Nga vẫn cầm nha. Nãy giờ Nga chưa nhìn, không biết có ai, có ai trúng chưa? Trời ơi, Nga còn chưa biết là cái số nào nữa.
À, Nga thấy rồi. Một con số rất là, hai con số rất là dễ đoán. Cả nhà hãy đoán đi, là hai chữ số. Có hai chữ số. Để Nga xem có ai trúng chưa. Nga chơi cũng dễ mà, mọi người đoán thoải mái luôn. Đoán đến khi nào trúng thì thôi. Không nhất thiết. Ly Trúc chị ơi, bữa nào em sang chị xem hàng. Ok Ly Trúc. À, nãy giờ Nga xem chưa ai trúng hết. Xuyên hồ, đoán hai số. Ví dụ như số 5 hay số 05 hay số 15 hay là số gì đó, hai số, một số nó không có đúng. Phạm Hồng Phương dáng nha. Thêm một cái nữa về mặt. Cả nhà hãy nhanh tay ạ, à, bấm nhanh tay, ai nhanh tay sẽ trúng nhưng mà phải share tag tên kết bạn với Nga. Nhanh lên ạ. À. Phạm Hồng Phương. Phương Phạm Hồng một số thôi. Không đoán hai số cùng một lúc. Cả nhà trong lúc cả nhà đoán số thì không biết qua tuần sau á, em muốn là cùng lên cùng livestream mọi người tiếp. Mình sẽ cùng chơi mini game mà Nga lại có cơ hội tặng quà cho mọi người. Mọi người cho ý kiến là tuần sau mình sẽ tặng quà gì. Lê Hằng cố lên em. Tuần sau mình sẽ tặng quà gì nhỉ?